Mọi người nhìn thấy em chưa ạ? Rồi chào tất cả mọi người livestream buổi trưa này của em nha. Chào chị Ly Mai, em chào chị Lan Anh, em chào chị Huệ Mạc này. Chào chị Cháo Mình, chào Phan Văn Trong. Em chào chị Nguyễn Quỳnh Thanh, chào chị Nguyễn Thị Ngọc Hà nữa này. Em chào chị Nguyễn Phương, chào chị Lương Hà, chào chị Đô Tâm nha mọi người nha. Chào tất cả mọi người vào livestream buổi trưa này của em này. Mọi người nhìn thấy em chưa ạ? Nhìn thấy em rồi trong cái dấu chấm đầu tiên được không nào? Chiếc áo đang mặc là áo nhũ đang có giá là 20k tại livestream của em nha mọi người nhá. 20k một cái áo nhũ cực kỳ là rẻ rồi đúng không nào? Mọi người nhanh chóng để comment cho một dấu chấm đầu tiên điện cho mọi người trước này. Rồi 29 đang xem được comment cho một dấu chấm đầu tiên luôn. Yeah. Em bắt đầu bán được nhũ với giá là 20k mọi người nhá. Hôm nay toàn bộ áo nhũ đều sale giá rất là rẻ, chỉ với giá 20k. Chào chị Cô Ngậu, chào chị Tình Ngày Dài Vũ Trịa, ok. Chào chị Nguyễn Thu Huyên này, chào Tùng Nhất, ok. Chào Hải Anh Phạm, chào chị Trang Linh nhá. Áo đẹp quá, cảm ơn Trang Linh rất là nhiều này. Rồi áo thì vừa đơn giản vừa sang đúng không nào. Áo nhũ xoắn em các chị mặc 3 năm không bao giờ là mốt bao giờ đâu ạ. Rồi em mặc trên người là màu vàng với giá là 20k này. Màu vàng nó mặc là 20k. Tiếp theo là màu nâu của em này, màu cam của em này, màu hồng của em. Tiếp theo là màu xanh rêu, cả là màu đen nha. Tất cả của em có 6 màu này. Và trong cái livestream này áp dụng với giá là 20k một cái nhá. Đã chia sẻ 50 lần trên nhóm và 5 lần chat cá nhân chơi thật không ạ? Mình chia sẻ nhanh vậy ạ? Rồi mọi người nhanh chóng cho mình dấu chấm đầu tiên được không nào? Chào chị Liên Béo, chào anh, chào Mộng Thường nhá. Mọi người có ai lên muốn mua cả là em đang mặc không nào? Áo đang mặc có giá siêu rẻ, chỉ giá là 20k một cái nhá. Và để áp dụng với cái giá 20k người nhớ chia sẻ livestream cho em nào. Hai lần về thường bật công khai giùm em và chia sẻ 8 lần của nhóm cho em đi ạ. 8 lần nhóm mọi người nhá, tổng là 10 lần cho em là mình đã được mua kem áo nhũ này với giá là 20k của em rồi nhá. Hôm nay áo siêu rẻ chỉ với giá là 20k một cái thôi á. Mọi người nhanh chóng mua cho em tại cái livestream này của em nào. Ok chị Thanh Thanh, mình lấy một đèn mình coi ra chia sẻ livestream cho em được không nào? Rồi ok nào, váy V hay mặc vừa đẹp, cảm ơn chị ạ. Hàng khẩu rất là nhiều nha, cảm ơn chị ạ. Rồi ok là chị Lua Ngô, mình đã chia sẻ livestream cho em chưa nào chị yêu ơi? Mình chia sẻ cho em chưa ạ? Chia sẻ comment cho em nhá. Chào mọi phúc này, ok nào. Tùng Nhất là mình đã chia sẻ livestream cho em chưa nào? Mình phải chia sẻ đủ cho em nhá. 3 lần à, 2 lần về tường bật công khai cho em và chia sẻ hộ nhóm trên mà 8 lần nhá. Để mua kem áo này với giá là 20k trên một cái không nào. Chỉ với giá 20k một cái cực kỳ là xinh và dễ mặc nha mọi người nhá. Chị nào lấy comment cho em nào. 20k kèm màu và kèm số đơn cho em đi ạ. Em cho tại livestream này. Rồi ok nha, ok chị Thu Nhung ơi, mình đã chia sẻ livestream cho em chưa chị yêu nhỏ? Không có hàng là đâu chị ơi, không có này. Rồi chia sẻ rồi thì mình có một đặt hàng luôn cho em đi ạ. Chỉ với giá là 20k một cái nhá. 20k một cái áp dụng chia sẻ đủ livestream 2 lần về tường bật công khai và chia sẻ hộ nhóm luôn cho em nào. Rồi 5 lần tường 15 nhóm rồi ạ. Ok thì mình comment lên cho em nào. 20k và kèm số điện của mình luôn đi ạ. Rồi ok là chữ đơn các tình yêu nhanh chóng nào. Chị nào đã chia sẻ rồi mình comment thật là nhanh và liên tục cho em nào. Comment thật là nhiều cho em là 20k và kèm màu và kèm số lại lên cho em, bắt đầu chốt đơn đi mọi người nhá. Em bắt đầu chốt đơn luôn này. Đây nhá, 20k màu vàng. Ai lấy màu vàng thì comment là 20k và kèm màu vàng cho em. Cuộc sống mới với làm bổ sung số loại lên cho em được không nào? Rồi chị ạ, Vũ Nguyên Tường Thị mình đã chia sẻ là cho em chưa nào chị yêu ơi? Mình phải chia sẻ với đặt hàng là các chị yêu nhá. Mình phải chia sẻ trước mình không đặt hàng cho em này. Màu vàng 20k màu vàng, 20k màu đen, 20k màu xanh rêu của em này, 20k màu hồng, 20k màu cam và cả là 20k màu nâu cho em. Chị Lan Anh mình đã chia sẻ là cho em chưa ạ? Rồi mọi người chỉ với giá 20k một cái áp dụng chia sẻ đủ livestream cho em 2 lần về tường bật công khai và chia sẻ hội nhóm luôn cho em nào. Rồi chị nào đã chia sẻ để comment liên tục chèn vào kiểm tra link của mọi người được không nào? Ít nhất là 2 lần về tường bật công khai luôn cho em. Giá bán là chưa lên 100k chị ơi. Cuộc sống mới vui lòng comment đừng có phát cho em nào. 20k kèm màu kèm số đơn cho em đi á. Rồi ok chị Hằng Huỳnh mình đã chia sẻ livestream cho em chưa nào chị yêu ơi? Tình Ngày Dài Vũ Trịa mình đã chia sẻ livestream đủ cho em chưa nào? Chia sẻ đủ livestream cho em 2 lần về tường bật công khai giùm em này và chia sẻ hội nhóm đủ 8 lần cho em nhá. Là mình đã được kém vào lúc này với giá 20k trên tuần này. Em là chút đơn luôn đấy ạ. Nào mọi người nhanh chóng nào, chị nào đã chia sẻ để comment luôn cho em nào. Bên dưới ghi bình luận cho em, để ghi bình luận cho em để đổi lên đọc các chị yêu nha. Ghi bình luận cho em nào. Chỉ với giá là 20k một cái áp dụng chia sẻ livestream đủ 2 lần được bật công khai luôn cho em này và chia sẻ hội nhóm luôn cho em đi ạ. Ok chị Hoàng Trang mình có đơn nhá. Ok Hoàng Trang mình có đơn 20k màu vàng. Ok Hoàng Trang mình có đơn đầu tiên với giá 20k này. Ok Thanh Huyền mình có đơn với giá 20k. Ok Thanh Huyền nhá. Em bắt đầu chốt đơn rồi mọi người, nhanh chóng chia sẻ livestream về tường cho em nào. Chia sẻ livestream cho em đi. Ok chị Minh Anh mình có đơn nhá.
Ok chị Minh Anh, mình có đơn 20k màu vàng. Ok chưa luôn này. Em mặc là màu vàng chỉ với giá là 20k áp dụng tại cái livestream này của em. Ok chị Đoàn Gia Hạnh, mình có đơn nhá. Ok Đoàn Gia Hạnh, mình có đơn. Ok tiếp theo nào. Mọi người nhanh chóng lên tổng cho em nào. Hôm nay tất cả chỉ với giá 20k của em nhá. Chị nào hôm nay được em đọc tên nhanh chóng mua cho em để kiểm tra đơn được không nào? Em tặng luôn với giá 20k nên tặng cực kỳ là nhiều này. Rồi ok nào. Ok chị Thu Huyền, mình có đơn nhá. Ok Thu Huyền, mình có đơn màu vàng rồi này. Chị ơi chỉ có giá 20k áp dụng, chia sẻ đủ cho em 2 lần về tường bật công khai và chia sẻ ủng nhóm luôn cho em nào. Là mình đã có đơn của em vào lúc này với giá 20k rồi này. Mọi người bây giờ kêu luận cho em đi á. Rồi ok nào, anh Tini. Ok chị anh Tini này. Anh Tini màu vàng màu hồng. Ok anh Tini hai cái nhá. Hai cái là 40k còn một cái là 20k các chị yêu nhá. Em bán tại livestream cực kỳ là nhiều này. Anh Tini mình có đơn nhá. Mọi người chị nào chưa chia sẻ livestream về thương thì nhanh chóng chia sẻ về thương luôn cho em đồng kiểm tra đơn được không nào? Đây, hôm nay cực kỳ là nhiều áo nhôm này. Áo nhôm này về rồi nó chỉ với giá là 20k các chị yêu nhá. Em mặc là màu vàng cực kỳ là sáng da này. Rồi ok lấy comment cho em. Ok chị Thu Trang mình có đơn này. Ok chị Thu Trang mình có đơn. Ok Thu Trang này mọi người ơi. Nào chị nào chưa chia sẻ nhanh chóng chia sẻ cái livestream này tường cho em nào. Chỉ với giá là 20k một cái này, còn hai cái là 40k được không nào đấy ạ. Em dơ màu cho mọi người nhá. Chị nào mà đã chia sẻ đủ cho em 2 lần về tường bật công khai cho em rồi thì chia sẻ hộp nhóm luôn cho em đi á. Em mặc là màu vàng này, 20k màu vàng cho nên nhìn xấu nhỉ. 20k màu vàng này, rồi tiếp theo 20k màu đen nhà em này, 20k màu xanh rêu này, 20k màu hồng này, cổ 3 phân cái chia cổ 3 phân đấy á, 20k màu cam cả 23 màu nâu tây này. Rồi mọi người chị nào đã chia sẻ đủ được comment lên luôn cho em nào. Em cho tiếp đấy ạ. Rồi ok, hôm nay cực kỳ là nhiều người comment em bắn luôn tại livestream cực kỳ là nhiều nhá. Rồi ok chị Minh Anh màu vàng màu cam. Ok chị Minh Anh đâu, vàng đây. Ok Minh Anh màu vàng này, ok Minh Anh màu cam, ok tình yêu này. Mọi người nhanh chóng cho em, ok chị Lệ Đỗ màu vàng, ok Lệ Đỗ nha. Rồi các chị ơi mình nhanh chóng chia sẻ cái like đủ cho em nào. Chị nào mà đã chia sẻ đủ được comment thật là nhiều lên cho em nha. Ok chị Lệ Đỗ này. Ok chị Lệ Đỗ mình có đơn màu vàng, ok tình yêu nha. Ok chị Ten Ten mình có đơn nha. Ok chị Ten Ten mình có đơn rồi này. Đã chia sẻ ba nhóm ok tặng luôn được không nào? Các chị ơi số lượng hàng các bạn mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em tặng tại livestream mọi người nhá. Rồi ok chị Nguyễn Liên mình có đơn này. Ok chị Nguyễn Liên này. Ok chị Nguyễn Liên mình có đơn luôn chị ơi, nhanh chóng đi chia sẻ livestream về thường cho em nào. Đẩy view cho em mọi người, chị nào chưa chia sẻ nhanh chóng trả livestream về cho em. Dung Anh em chào chị nha. Mọi người em đang livestream trực tiếp mọi người yên tâm là chia sẻ livestream đủ cho em. Mình phải comment cho em là 20k và kèm màu thì mình mới có đơn. Mọi người nhá, 20k và kèm mới mà là màu vàng này, cổ 3 phân nha, chỉ có giá 20k, áp dụng khách hàng chia sẻ đủ livestream cho em, đó là chia sẻ đủ 2 lần về tường bật công khai cho em này và chia sẻ hộ nhóm cho quay ra mua hàng luôn cho em nhá. Áo nhúc cực kỳ là dễ mặc đây, áo nhúc sán em này, hàng 2 lớp mọi người nha, rất là dễ mặc và chỉ có giá là 20k tại cái livestream trưa nay của em này. Mọi người nhanh chóng đẩy view lên cho em đi, em tặng luôn được không nào? Số lượng hàng áo nhúc bạn mọi người nhanh chóng chia sẻ và nhận quà luôn cho em. Đây nhá, hôm nay là em tặng cực kỳ là nhiều nên là chị nào hôm nay chưa có đơn để comment lên cho em đi. Chị nào chưa được em đọc tên để comment lên cho em nào. Rồi chỉ với giá là 20k này. Ok chị Nguyễn Lan Anh mình có đơn này. Ok Nguyễn Lan Anh mình có đơn màu cam. Ok tình yêu chị nào lấy comment cho em nào. Chỉ với giá là 20k và cái áp dụng chia sẻ đầy đủ livestream cho em nhá. Chia sẻ đủ livestream cho em 2 lần về tường bật công khai cho em và chia sẻ hộ nhóm 8 lần cho em nhá. Tổng là 10 lần là mình đã có đơn rồi các chị yêu nhá. Mình đã có đơn rồi. Mọi người nhanh chóng nào. 20k một sản phẩm là cái giá vô cùng rẻ. Mọi người nhanh chóng chia sẻ livestream này về tường luôn cho em đi á. Nếu mà người xem chúng ta sẽ bắt bán hàng chút một xíu các chị yêu nhá. Nào chị nào chưa được em đọc tên nhanh chóng comment lên cho em đi nào. Em đọc tên tiếp được không ạ? Này cực kỳ là nhiều hàng các chị yêu nhá. Rồi nếu mà người xem chúng ta mà còn thuộc thì em bắt đầu bán hàng trước một xíu được không ạ? Rồi các chị yêu nhá, nếu mà các chị nào mà hôm nay không mua được cái giá 20k một cái này thì em sẽ bán mức giá siêu rẻ được không nào? Rồi áo đang mặc thì đang có mã sản phẩm là A906 nha em nhá. A906 nha em đang mặc thì đang có giá là 160.000 cho hai cái này. Tính ra chỉ có 80k một cái, cực kỳ là xinh các chị nhá. Cực kỳ là xinh này. Chị nào lấy thì comment cho em là A906 và kèm hai màu luôn cho em đi ạ. Em chỉ ship từ hai cái, một cái không ship cho mọi người nhá. Áo nhu xoắn này cực kỳ là trẻ trung và dễ mặc các chị yêu nhá. Em mặc là màu vàng này. Các chị ơi em ship từ hai cái, một cái không ship nha. A906 màu vàng, A906 màu đen của em này, màu hồng của em này, màu xanh rêu này, màu cam và cả là màu nâu cho em nhá. A906 là mã của sản phẩm, 160.000 cho hai cái này. Tính ra chỉ có 80k một cái thôi á. Chị yêu nào lấy thì con mình là A906 và kèm hai màu luôn giùm em nhá. Em chốt hàng tại livestream này. Rồi A906 là mã của sản phẩm này. Em bán chân váy là 150 một cái mọi người nhá. Chị yêu nào lấy kéo nhúc thì con mình là A906 và kèm hai màu luôn cho em nào.
em bán hàng cho các chị đâu nhá. Khi nào mà lên người xem tiếp tục bán với giá 20-20k tiếp này. Ok chị Linh, với mình lấy màu nào chị ơi? Mẫu đang mặc là 160.000 cho hai cái nhá. Mã là A906 Quan Văn Trường nhá. A906 là mã của sản phẩm. Em mặc là màu vàng này, tiếp theo là màu nâu của em này, màu cam này, màu xanh rêu này, màu hồng này và cả là màu đen cho em nhá. A906 là mã của sản phẩm, giá là 160.000 cho hai cái này. Em bán từ hai cái, một cái không bán các chị yêu nhá. Lưu ý cho em này. Và áo này là chất liệu vải thun nhũ cực kỳ là dễ mặc, dưới 58 kg là bao vừa luôn cho em rồi á. Dưới 58 kg này bao vừa này. Rồi thấy trang trang rồi này. Ok chị Phạm Thùy Linh, mình có đơn ok tình yêu nhá. Minh Anh, mình có đơn ok nhá. Giá của em là 160.000 cho hai cái chị yêu ơi, tính ra chỉ có 80k một cái cực kỳ là rẻ này. Ok chị Đinh Luyến, mình có đơn vui lòng không phải số điện thoại lên cho em nào. Áo đang mặc là 160.000 hai cái các chị yêu nhá. Rồi ok nào, chân váy đang mặc là 150 các chị yêu nhá. Ok chị Dung Anh, mình có đơn nha. Dung Anh vui lòng comment địa chỉ luôn cho em được không nào. Mã của sản phẩm là A906 này và chất liệu vải nhũ co giãn 4 chiều dưới 58 cái là bao vừa luôn cho em này. Em mặc là màu vàng này, tiếp theo là màu hồng của em này, màu đen này, rồi màu nâu tây của em này, màu cam cả màu xanh rêu nhá. Ok chị Đinh Luyến, mình có đơn nhân tình yêu nhá. Áo này của em là 160.000 cho hai cái, thì chỉ có 80k một cái, rất là rẻ mọi người nhá. Rồi ai lấy comment là A906 và kèm hai màu luôn cho em nào. Số lượng hàng có áp dụng chờ các chị nào mua tại livestream của em. Ok chị Hạnh Huỳnh, mình comment số điện thoại lên cho em được không nào, và comment bổ sung mã luôn cho em đi ha. Chơi không ship một cái, ship từ hai cái tình yêu nha em, ship từ hai cái một chặng hai cái luôn cho em, mà tính ra chỉ có 80k một cái, rất là rẻ mọi người nhá. Rồi ok nào, A906 là mã của sản phẩm, em mặc là màu vàng cực kỳ là sáng và nổi da này. Chị nào lấy màu vàng thì comment là màu vàng luôn cho em nhá. Rồi ok Thanh Nguyệt, mình có đơn ok tình yêu, vui lòng bổ sung địa chỉ luôn cho em được không nào. Thanh Nguyệt mình có đơn nhá. Rồi màu vàng này, màu hồng của em này, màu đen này, màu nâu tây này, màu cam cả là màu xanh rêu cho em nhá. Tất cả của em là có 6 màu, giá là 160.000 cho hai cái, chất liệu vải thun nhũ nhá. Áo hai lớp nhà em này cực kỳ là đơn giản và dễ mặc rồi đúng nào. Chị nào chưa có đơn để comment luôn cho em nào. Giá siêu rẻ, chỉ với giá là 160.000 cho hai cái nhá. Ok Hạnh Huỳnh, mình có đơn vui lòng cho em xin địa chỉ được không nào. Ok Hạnh Kiều, mình có đơn vui lòng không địa chỉ luôn cho em đi ạ. Rồi giá 20k là cái giá chia sẻ mọi người, ship từ hai cái một cái, không ship với chị yêu nhá, không ship một cái đó ạ. Mọi người vui lòng mua hai cái cho em nhá. Rồi A906 là mã của sản phẩm này. Ok Trang Như Kiều Ngân, mình có một số điện thoại luôn cho em nào. Gái họ Phạm, mình có đơn vui lòng không địa chỉ luôn cho em đi ạ. Linh Bùi, mình có đơn luôn tình yêu nhá. Ok chị Dung Anh, mình có đơn rồi này. Áo đang mặc là 160.000 cho hai cái này. Chị nào lấy thì con gọi là A906 và kèm hai màu luôn cho em đi nào. Kèm hai màu luôn rồi em nhá. Giá siêu rẻ, chỉ có giá là 80k một cái và ship từ hai cái này, một cái không ship ạ. Mọi người vui lòng chọn hai cái luôn cho em nhá. Em mặc ok nào. Ok chị con mèo con, mình có một số đơn cho em được không nào. Mã của em là A906 này. Hạnh Huỳnh, mình có đơn nhân tình yêu nhá. Chị Hạnh Phan Thị Áo đang mặc đang có giá là 160.000 cho hai cái nhá. Tính ra là 80k một cái này. Ok chị Trọng Lê, mình có đơn nha. Trọng Lê vui lòng comment địa chỉ luôn cho em được không nào. Thanh Nguyệt, mình có đơn. Gái họ Phạm, mình có đơn vui lòng cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Áo đang mặc là 160.000 cho hai cái này. Tính ra chỉ có 80k một cái, và chị nào lấy thì comment là A906 này và kèm hai màu luôn giùm em các chị yêu nhá. Kèm hai màu luôn cho em này, vì ship tỉnh đồng giá 30k, khách hàng độc quyền bóc hàng ra kiểm tra thoải mái luôn cho em nhá. Chị Thanh Đồng Nguyễn này, áo đang mặc là ship từ hai cái một cái không ship ạ. Ok chị Tinh Phạm, mình có đơn vui lòng Tinh Phạm cho em xin địa chỉ nào. Rồi mẫu này đúng rồi, 20k là tùy chọn chị ơi. Áo vàng và đen ok chị Phượng Hồng, mình comment cho em nào. Phượng Hồng mình comment số lại đơn cho em đi á. Chị Phạm tuân em không ship một cái, ship từ hai cái các chị yêu nhá. Em đã công bố sẽ đúng hàng cái giá 20k rồi mà mọi người ơi. Ok chị Hạnh Kiều, mình có đơn vui lòng cho em xin địa chỉ đúng không chị Hạnh Kiều ơi. Áo đang mặc là 160.000 cho hai cái này. Em mặc là màu vàng này, màu hồng này, màu đen này. Màu này của em là màu nâu tây này, màu cam và cả là màu xanh rêu của em nhá. Mã này của em là đang sale còn giá là 160.000 hai cái này. Ok chị Lê Hồng Duyên, mình có đơn vui lòng cho em xin địa chỉ chị Lê Hồng Duyên nhá. Em ở Hà Nội chị ơi, gái họ Phạm mình có đơn này. Rồi ok là chơi áo đang mặc là 160.000 hai cái, không ship một cái các chị yêu nhá. Ok chị Bi Thủy, mình có đơn vui lòng comment địa chỉ luôn cho em nào. Em mặc là màu vàng cực kỳ là sáng da, ai lấy màu vàng này comment là màu vàng luôn cho em nhá. Lục Bình đơn tối qua đi rồi chị yêu ơi. Kim Xuân mình có đơn rồi chị, mình mặc vừa này. Lê Hồng Phong mình có đơn nhá. Em mặc là màu vàng này, màu xanh rêu này, màu cam này, màu nâu tây này, màu đen và cả là màu hồng mọi người nhá. Giá của em là 160.000 cho hai cái này và em ship từ hai cái một cái, không ship cho mọi người nhá. Ai lấy comment là A906 và kèm hai màu luôn cho em nào. Giá vô cùng
khung rẻ áp dụng tại cái livestream của em mọi người nhá. Ai lấy comment là A906 và kèm hai màu luôn cho em nào. Ok chị Bi Thủy, mình có đơn tình yêu nhá. Mình có đơn luôn rồi này. Chị nào lấy thì comment là A906 và kèm thông tin luôn cho em đi á. Giá rất là rẻ các chị yêu của em nhá. Mình lấy thì mình comment là A906 và kèm thông tin luôn cho em nào. A906 là mã của sản phẩm này. Màu vàng này, màu hồng này, màu đen của em này, màu nâu mây này, màu cam và cả là màu xanh rêu cho em nhá. Giá là 160.000 chai, cái cực kỳ là rẻ rồi đúng nào. Rồi mã này của em là đang sale kỳ là mạnh nhá, cổ 3 phân kỳ là ấm áp và chị mặc màu thu là ok rồi. Ok chị Phượng Hồng, mình có đơn Phượng Hồng cho em, xin là chị Phượng Hồng ơi. Ok chị Lê, chị ơi, mẫu này của em là 160.000 hai cái, 20 cái lúc đầu chưa? Các chị không vào xem lúc đầu các chị nói gì ạ? Mọi người theo dõi cái livestream của em từ đầu chưa ạ? Ok chị Lan Mai, mình có đơn chị Lan Mai và lòng cho em xin địa chỉ chị Lan Mai nhá. Áo đang mặc là mã sản phẩm là A906 này và giá là 160.000 cho hai cái, nhân giá 20 cái là phải giá lúc đầu livestream của em thôi, là cái giá tương tác với mọi người thôi ạ. Rồi A906 nha em này. Ok chị Anh Thu Phùng ơi, mình có một số điện thoại lên cho em được không anh Thu Phùng ơi? Số điện thoại lên cho em nào. Ok chị Phạm Bình, mình lấy màu nào chị Phạm Bình? Mình có một số loại lên cho em được không nào chị Phạm Bình ơi? A906 là mã của sản phẩm này. Màu vàng của em này, màu hồng này, màu đen này, màu nâu này, màu cam của em và màu xanh rêu của em nhá. Ok chị Lục Bình ơi, mình có một số loại lên cho em được không nào? Mình Lục Bình có một số loại lên cho em chị Lục Bình nhá. Rồi mẫu này của em là 160.000 hai cái, nhưng chỗ 80k cái cực kỳ là rẻ này. Em ship từ hai cái, một cái không ship các chị yêu nhá. Rồi mẫu này của em là 160.000 hai cái này. Ok chị Lê Hồng, mình mua cho em để kiểm tra đơn của mình luôn đi á. Anh Thu Phùng, mình có đơn nhân tình yêu nhá. Áo đây là 160.000 hai cái, rất là rẻ này. Các chị mặc cực kỳ là xinh luôn. Ok chị Vũ Trường, mình có đơn nha, em mặc là màu vàng này, màu xanh rêu này, màu cam này, màu nâu tây này, màu đen và cả là màu hồng cho em nhá. Giá là 160.000 hai cái này. Thu Nghiệp ơi, không có màu trắng chị yêu nha, không có màu trắng đâu á. Em có màu vàng này, màu xanh rêu này, màu cam của em này, màu nâu tây này, màu đen và cả là màu hồng thôi á. Không có màu vàng và màu trắng đâu chị nhá, không có màu vàng màu trắng đâu á. Rồi ok chị Huyền Trần, mình có một số điện thoại lên chị Huyền Trần nha. Mình có một số điện thoại lên cho em nào. Mẫu này của em đang mặc đang có giá là 160.000 hai cái mọi người nhá. 160.000 cho hai cái cực kỳ là rẻ này. Ai lấy có một là A906 và kèm màu luôn cho em và kèm số điện thoại lên cho em nào. Huyền Trần vui lòng bổ sung số điện thoại lên cho em đi á. Phạm Bình mình có đơn nha, Phạm Bình cho em xin địa chỉ nào. Lục Bình mình có đơn chị Lục Bình luôn nhá. Rồi 160.000 hai cái rất là rẻ. Ok chị Thu Nghiệp với mình ơi, không có màu trắng chị ơi. Chị La Mai mình có đơn, chị La Mai bổ sung số lại đơn cho em chưa nào. Ok Thanh Vũ mình có đơn nha, Thanh Vũ cho em xin địa chỉ luôn đi á. Phạm Bình ơi, mình có một số lại chỉ cho em chưa chị Phạm Bình ơi. Áo đang mặc là 160.000 hai cái tại garage này của em nhá. Ai lấy có một là A906 và kèm hai màu luôn cho em nào. Giá cực kỳ là rẻ áp dụng tại garage này của em này. Em mặc trên người là màu vàng cực kỳ là sáng da này, màu xanh rêu này, màu cam của em này, màu nâu tây này, màu đen và cả là màu trắng cho em nhá. Ok chị Phượng Hồng mình có đơn chị yêu nhá. Chị nào lấy thì nhớ là phải bổ sung số lại chỉ để cho em đấy á. Áo nó hai lớp thì không sợ bị nhặng người đâu ạ, các chị yêu nhá, không sợ bị nhặng người đâu. Nhà Thanh Vui mình có một số lại đơn cho em được không nào, địa chỉ luôn cho em đi ạ. Đơn giản và dễ mặc này, ai lấy comment là A906 và kèm thông tin luôn dùm em nhá. Ok chị Phạm Bình mình có đơn nha. Chị ơi không có một màu, chị ơi có ạ. Em có một màu đây ạ. Đây màu này nhá. Áo màu em đây đủ tất cả các màu này. Rồi ok chị Phạm Bình mình có đơn nha. Rồi chị nào lấy có một là A906 và kèm thông tin hai cho em nào. Giá là 160.000 cho hai cái, giá tại livestream này của em nhá. Ai lấy có một là A906 và kèm thông tin ngay cho em nào. Giá là 160.000 cho hai cái cực kỳ là xinh mọi người nhá. Ok chị Phạm Bình mình có đơn cho chị yêu nha. Áo một màu nhưng có chị ạ. Ai lấy comment cho em là A906 và kèm hai màu luôn cho em nào. Thanh Đồng Nguyễn ok mình có đơn cho chị Thanh Đồng Nguyễn vui lòng cho em xin địa chỉ nào. Mến Đặng mình có đơn nha, Mến Đặng cho em xin địa chỉ luôn đi ạ. Thanh Hà mình có đơn luôn rồi này. Chị nào lấy thì comment là A906 và kèm thông tin luôn cho em đi ạ. Giá là 160.000 cho hai cái các chị yêu nhá. 160.000 cho hai cái cực kỳ là rẻ này. Màu vàng của em này. Rồi ok chị Thu Nghiệp thay màu nâu tây và màu thay màu nâu tây thay màu trắng ok nhá. Thu Nghiệp với mình vui lòng cho em xin địa chỉ ở số lại được không nào chị Thu
Thu Nghiệp ơi, mình phải có số điện thoại chị yêu nhá, thứ cần thiết là số điện thoại ạ. Ok chị vận chuyển, mình có đơn đây chị vận chuyển, vui lòng cho em xin địa chỉ đi ạ. Ok chị Lục Bình thêm một cái màu vàng, ok thêm một cái màu vàng là ba cái ok nhá. Mã này của em là A916 nha em, A906 nha em này. 58g 63 mình có vừa chị kiếp sờ mình lấy màu nào với ạ? Em mặc là màu vàng này, màu xanh rêu của em này, màu cam này, màu nâu tây này, màu đen và cả là màu hồng đấy ạ. Chị lấy màu nào thì comment là A906 và kèm màu luôn cho em nhá. Giá là 160.000 cho hai cái rất là rẻ ạ. Ok chị Zomeo cún miêu ok mà con mời địa chỉ luôn cho em, để không làm địa chỉ luôn cho em đi ạ. Mã là A916 nha em này, giá là 160.000 cho hai cái, ship từ hai cái mọi người nhá, ship từ hai cái một cái không ship ạ. Em mặc trên người là màu cam này, không bán nha Minh Đặng ơi, mình không bán đâu ạ. Anh về hỏi mẹ anh sao không bán không. A906 màu vàng, màu xanh rêu, màu cam của em này. Màu này là màu nâu tây này, màu hồng và cả là màu đen cho em nhá. Ai lấy màu nào thì comment là A906 và kèm hai màu luôn cho em nào. Giá cực kỳ là rẻ, áp dụng tại livestream là 160.000 cho hai cái mọi người nhá. Zomeo cú mị của Zomeo cú miêu mình comment địa chỉ luôn cho em được không nào? Ai lấy cái mẫu này thì comment là A906 và kèm thông tin luôn cho em nào. Giá là 160.000 hai cái này. Ok chị Thủy Nghiệp mình có đơn, chị Thủy Nghiệp vui lòng cho em xin địa chỉ được không nào. Lấy đen vàng ok chị Kim Xuân ok luôn ạ, vui lòng cho em xin địa chỉ chị Kim Xuân nhá. Mã này của em là 160.000 cho hai cái này. Và em ship từ hai cái một cái không ship nha mọi người nhá. Rồi A906 sẽ mặc sang một cái mã mới được không nào. Rồi em ở Hà Nội chị yêu nhá, Phùng Huệ ơi em không có size rồi nào đấy, free size dưới 58 cái đổ về cho em này. Em sẽ mặc sang một cái mã mới được không nào. Một cái mã mới rất là xinh luôn. Em qua mẫu cho các chị nha, em qua một cái mẫu mới đấy ạ. Năm mươi năm kg mình có vừa chữa, mình lấy màu nào vậy ạ? Đây nhà áo này cũng đang có giá là 160.000 cho hai cái mọi người nhá. 160.000 cho hai cái là áo màu trơn của em. Ok Hà Nhi Nam Bắc mình comment số điện thoại luôn cho em, chị Hà Nhi mình Nam Bắc ơi. Số điện thoại luôn cho em này. Đây nhà áo này của em cũng đang có giá là 160.000 cho hai cái này. Ok chị Huyền Trần mình có đơn nha, Huyền Trần cho em xin địa chỉ nào. 55kg mình có với màu sáng áo màu trơn đấy ạ. Áo trơn của em mọi người nhá, đây áo trơn của em đây. Cũng đang có giá là 160.000 cho hai cái này. Mọi người tùy chọn hai mã của chị cũng được ạ. Đây nha, áo trơn và áo xoắn mọi người tùy chọn luôn cho em này, 160.000 hai cái tùy chọn luôn cho em nhá. Rồi, mã ai đang mặc là A910 nha em này. Và còn áo trơn là A916 chứ A906 cho em nhá. Hà Như Nắp mình có đơn vui lòng cho em xin địa chỉ được không nào. Đem qua mã áo, em đem qua mã áo trơn và áo xoắn để các chị tùy chọn hai mã cũng được này. Đặt kèm hai mã cũng rất là ok luôn. Rồi, chị nào mà không thích mặc giống nhau chị mặc hai mã cũng được ạ. Đây là áo màu trơn đây, trơn và xoắn của em này. Chị nào lấy thì comment luôn cho em nhé. A910 và A906 này. Áo trơn là A910 còn áo xoắn là A906 nha các chị yêu nha. Đây nha em chỉ ship từ hai cái một cái không ship mọi người nha, không ship một cái này. Đây nha em mặc áo trơn này, áo trơn của em thì đang có mã là A910 nha em. A910 thì em có rất là nhiều màu này. Em mặc trên người là màu nâu tây nha, giá là 160.000 cho hai cái này. Màu nâu tây này, màu hồng của em này, màu đỏ của em này, màu xanh rêu này, màu trắng này, rồi và cả là màu đen nha. Còn cái áo xoắn em cũng đang có giá là 160.000 hai cái, mọi người đặt chọn hai cái cũng được mọi người nhá. Mọi chọn hai mã khác nhau cũng được này, mặc thay đổi cũng được này. Đây nhá, A906 là màu xoắn này. Màu xoắn này có màu vàng này, màu hồng của em này, màu xanh rêu này, màu cam của em này và màu nâu tây mọi người nhá. A906 là mã của sản phẩm áo xoắn này. Mọi người chọn hai mã rất là ok đấy. Em ship từ hai cái một cái không ship mọi người nhá. Ai lấy comment cho em nào. Ok hộp buổi qua mình lấy A910 là áo trơn màu gì ạ? A906 là áo xoắn chị lấy màu gì chị ơi? Mình comment rõ màu cho em nhá. A910 là áo trơn còn A906 là áo xoắn mọi người nhá. Vui lòng chọn đúng màu, chọn đúng mã chị và gọi chọn đúng cho em bao số tại chỉ các chị yêu nhá. Ok chị Kim Xuân mình có đơn nha. Kim Xuân cho em xin địa chỉ chị Kim Xuân nhá. Đây nha em mặc là áo trơn nha em này,
áo chơi đang có mã là A910, mọi người có tất cả các màu nhé em đây. Màu hồng A910, màu đỏ A910 này, màu xanh rêu, màu đen hoặc là màu trắng mọi người nhá. A906 này, màu vàng này, màu hồng này, màu xanh rêu này, màu cam và màu nâu tây cho em nhá. Đồng giá 160.000 hai cái, mọi người tùy chọn hai mã cũng được mọi người nhá. Yêu cầu phải công đúng mã cho em. Áo đang mặc bao nhiêu trên 160.000 hai cái nhá. Ok chị Hà, như bác mình có đơn rồi này. Áo đang mặc là A910 các chị ơi. Áo là 160.000 hai cái, ship từ hai cái, có thể tùy chọn hai mã cũng được mọi người nhá. Tùy chọn hai mã luôn cho em. Rồi ok chị Mến Đặng, mình có đơn này, mua ba cái là 240 chị ơi. Em mặc là màu A910 màu nâu tây này, màu hồng này, màu đỏ của em này, màu xanh rêu này, màu trắng này và cả màu đen cho em nhá. Đây là A906 nha em này. Ok chị Hà, như bác ok mình có đơn A906 áo xoắn đúng không ạ? Áo xoắn đấy chị yêu ơi. Đây A906 màu vàng này, màu hồng của em này, màu xanh rêu này, màu cam cả màu nâu cho em nhá. A906 này, áo đang mặc là 160.000 hai cái chị ơi. 160.000 hai cái cho chị nhá, rất là rẻ luôn. Chất liệu vải thun nhũ co giãn 4 chiều các chị yêu nhá. Chiều lấy mã là để comment cho em nào. Ok chị Kim Xuân, mình có đơn này, chất liệu là vải thun nhũ dưới 58kg bao vừa cho em ạ. Ok chị Huyền Trần, mình có đơn cho tình yêu nha. Áo đang mặc cực kỳ là xinh và giá rất là rẻ mọi người nhá, cực kỳ là xinh luôn. A906 này, màu nâu tây này, màu hồng này, màu này là màu trắng, màu đỏ này, màu xanh rêu này và cả là màu trắng cho em nhá. A906 màu vàng này, màu hồng này, màu này là màu xanh rêu này, màu cam và cả là màu nâu cho em nha mọi người nha, cực kỳ là xinh luôn. Giá vô cùng rẻ, chỉ có giá 160.000 hai cái thôi. Ok chị Phạm nói xong, cho nhân viên gọi điện cho mình để tư vấn chị yêu nhá, mình sẽ trích nhắn cho chị luôn. Ok, hộp Bùi Quang mình có một số lại cho em chị, hộp Bùi Quang nha, bổ sung số lại luôn cho em nào. Mã này của em nhá, đây là A91 giá A910 màu nâu tây, A910 màu hồng này. Áo đang mặc có màu khác không ạ? Chưa có chị Thu Nghiệp nhá. Em mặc là màu nâu tây A910 này. A9 cái đang mặc là 160.000 hai cái chị ạ. Dinh hồng thương nha. Rồi à, màu nâu tây này, màu hồng này, màu đỏ của em này, màu xanh rêu này, màu trắng này và cả là màu đen cho em nhá. A906 em có cả là màu vàng này, màu hồng này, màu xanh rêu này, màu cam và cả là màu nâu, mọi người đặt hai mã cũng được ạ. 40 cân cao 1m48 mặc không vừa trả lại cho em chơi, mặc thoải mái chị nhá, mình bằng mặc bao xinh cho em. Màu nâu và xem màu hồng ok nha, màu hồng của em đây chị yêu, màu hồng của A906 để ai lấy màu hồng đấy không phải là màu hồng luôn cho em nhá. Đều có đồng giá là 160.000 cho hai cái này. Áo trông chị mua hai cái mà thay đổi được, một cái áo trông một cái áo xoắn cũng rất là ok luôn. Ok chị Hậu Hoàng Thái, mình có đơn này không mập ship chị ơi, ship đồng giá 30k mà rất là rẻ mà các chị mua ngoài không có giá hay đâu ạ. Ai lấy mã này thì comment luôn cho em nào. Rồi mã của em là A910 này, A910 màu nâu tây này, màu hồng của em này, màu đỏ này, màu xanh rêu này. Áo đang mặc cũng đang có giá là 160.000 hai cái chị Thúy Nghiệp nhá. Màu trắng và màu đen của em này. A906 nó có màu vàng này, màu hồng này, màu xanh rêu này và cả là màu cam và màu nâu tông các chị nhá. Đồng giá 160.000 hai cái này. Ok chị Hợp Bùi Quang, mình có đơn nha, Hợp Bùi Quang cho em xin địa chỉ của mình luôn đi ạ. Giá rất là rẻ tại cái livestream của em mọi người nha. Nào A910 nha mọi người nha, rất là xinh mọi người nha, cực kỳ là xinh luôn. Lấy A906 ok chị Kim Xuân, lấy áo xoắn đúng không ạ? Hậu Hoàng Thái, mình có đơn A910 màu nâu và A906 màu vàng rồi ok tình yêu nha.
Nào, A910 là mã của sản phẩm mọi người nha, cực kỳ là xinh này. Có ai lấy cái mã này thì comment luôn cho em được không ạ? Em chốt đơn hàng luôn này mọi người nhá. Chốt hàng luôn tại livestream của em nhá. Rồi mọi người ơi, nhanh chóng nào. Chị nào hôm nay mà chưa đặt hàng thì comment luôn cho em đi ạ. Còn nếu bây giờ không còn hỏi gì thì em sẽ xin phép là kết thúc livestream này mọi người nhá, và xin hẹn gặp lại livestream lát nữa của em được không ạ? Rồi em không có hỏi gì, em cũng không ai hỏi nên em sẽ kết thúc là kết thúc livestream đây nha, và xin hẹn gặp lại livestream lát nữa của em ạ. Xin chào tất cả mọi người nhá.